Một cái căn nhà mà chỉ có 820 triệu là bà con mình sở hữu được một cái căn nhà mới vừa mới được hoàn thiện xong. Đó, chiều ngang là 5 mét, khu dân cư, đó, nhà cửa ở đây bà con mình có thể thấy nè, rất nhiều nhà. Và kế bên ở bên đây á là chúng ta có một cái trường học nữa. Và từ căn nhà này của chúng ta đi về á là chợ Trường Lưu, Ủy ban Nhân dân xã Trường Đông, đó, Trí Huệ Cung, đó, ao Thất Bủ, bà con mình chỉ mất có khoảng chừng là 1,5 km. Và chúng ta đi về chợ Long Hoa, Tòa Thánh Tây Ninh thì bà con mình chỉ mất có khoảng là 5 cây số thôi. Với một cái căn nhà mà khu vực dân cư đông, đó, đường ở trước nhà là đường đất thôi, nhưng mà ô tô đi vào tới nhà nha. Đấy, nền móng của mình là cao hơn mặt tiền đường. Đó, bà con mình thấy một cái căn nhà rất rộng. Cái sân này chúng ta có thể là để ô tô thoải mái luôn nha bà con. Đó, cái máy tôn ở phía trên và là phong ở phía dưới. Bà con mình thấy cái nhà mà thiết kế mà cái sân ở trước thôi mà đã làm lau phong luôn rồi. Đó, nó giúp cho nhà chúng ta mát mẻ hơn. Thì bà con mình thấy cái nhà ở trong này sẽ chất lượng cỡ nào, đúng không ạ? Đấy, cửa của chúng ta, một cái cửa rào ở ngoài là bốn cánh, bà con mình mở rộng ra hết cỡ luôn. Đó, có thể buôn bán kinh doanh ở đây. Khu vực này thì bà con có thể mở những cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ mình buôn bán được nha. Đấy, sân rất rộng nha bà con. Và ở đây á, thì mình sử dụng là cái giếng khoan. Đó, thì anh chủ anh cũng vừa lắp xong cái giếng ngay vị trí này cho bà con mình nè. Mình có thiết kế là một cái cửa sổ phía trước để giúp nhà mình nó thông thoáng hơn khu vực bên đây. Bên đây là cửa của mình là cửa bốn cánh nha. Đó, cửa bốn cánh. Nhìn nó rất là cứng cáp. Giá mà có 820 triệu mà có cái nhà như vậy thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Màn cửa đồ trang bị đầy đủ hết cho bà con mình. Khi bà con mình bước vào khu vực phòng khách này á, bà con mình thấy á, cảm giác nó rất là rộng. Nhà tuy là 5 mét thôi, nhưng mà đường cái thiết kế nhìn nó rất là rộng rãi. Đó, toàn bộ nhà là anh chủ anh dán gạch đây lên hết cho bà con mình 1 mét rưỡi hết. Đó, bên đây á, chúng ta có thêm một cái cửa sổ nữa, một cửa sổ trước và cửa bên hông. Cửa này là cửa lùa ha bà con. Đó, từ ở đây thì cửa này nó khoảng là 1 mét. Trần thì sử dụng là trần thạch cao, trần thả nha. Đó, nhưng mà đây lên trên đó thì em Hậu đo nhắm rồi nó cũng khoảng là 3 mét 9 đó bà con. Và lối đi, chúng ta có một cái lối đi ở đây bà con mình thấy nè, hơn 2 viên gạch. Gạch nhà mình á là gạch 60-60, mà mình 2 viên bên đây thêm 2 tấc nữa là gần như là 1 mét 4. Và cái lối đi này á thì chúng ta cũng có cái cửa sổ để giúp nhà mình nó thông thoáng, thoáng gió hơn. Đó, bên đây sẽ là 2 cái phòng ngủ của chúng ta. Đó, cửa phòng ngủ á là anh chủ xài á là cửa nhôm cho bà con mình, cửa nhôm giả gỗ nha. Bước vô nhà rất mát luôn nha bà con. Đấy, đây bà con mình thấy dán gạch hết luôn. Với cái tông màu như vậy nó giúp cho cái nhà mình cái cảm giác nó tươi mới á. Tại vì đi là gạch xanh bóng kiến mà có thêm cái chỉ vàng nữa. Đó, 2 phòng rộng rãi. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có là 1 viên, 2, 3, 4 viên. Ở đây thì số 24 thì 2 mét mấy 2 mét 4 2 mét rưỡi. Bên đây cũng vậy luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 5 viên gạch. Đó, chiều ngang 5 viên rưỡi nha bà con. Đó, chiều ngang 4 sâu vô là 2 viên rưỡi, 5 viên rưỡi. Đó, chỗ này là cái khu vực phòng bếp, phòng ăn của chúng ta nằm ngay vị trí này. Cái cửa sổ một cái nè, bên đây có một cái cửa sổ nữa. Đó, nó thông thoáng ha. Này, để em bật cái đèn lên cho bà con mình xem. Đó, rất là thông thoáng. Nãy mình chưa có bật đèn nó mà bà con cũng thấy sáng sủa, đúng không? Đấy, cái khu vực sau này coi như là sân phơi, còn khu vực bếp nè. Đó, ở đây thì có tủ bếp rất to. Đấy, được cái anh chủ nhà anh làm cái tủ bếp là chất lượng luôn. Bà con mình thấy tủ bếp rất to đây. Đó, các ngăn ở phía trong đây để đồ cũng thoải mái nè. Tủ bếp dưới dán gạch. Đấy, chậu rửa nè. Đó, đây là những cái cơ bản rồi. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có một cái sân ở sau. Chỗ này là để đánh răng rửa mặt ở đây cho bà con mình. Bên đây á
là một cái chỗ sàn nước này, máy giặt rồi thì để bên đây hả bà con, khu vực này để máy giặt. À, ở đây thì bà con mình thấy là cái tường xung quanh ở sau này là ảnh xây cao lên luôn đó, mà nó có gắn cái tôn sáng ở bên đây cho bà con mình đó, và có những cái ô này để là thông thoáng cho cái nhà của mình bên đây. Thì bên đây mình sẽ có một cái nhà tắm, nhà vệ sinh ở bên đây đó, một cái nhà tắm, nhà vệ sinh nằm ngay khu vực này, vòi sen nè, bên đây là bồn cầu nguyên khối cho bà con mình luôn ha. Đấy. Với một cái căn nhà thuộc xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, với mức giá là 820 triệu, mà giá này thì còn thương lượng, còn bớt lọc cho bà con mình, nên bà con nào quan tâm chúng ta có thể đi đến đây để xem nó, gặp trực tiếp chính chủ để mà thương lượng. Và nhà này là nhà mới nha, đó, nhà mới nha bà con. Đấy. Bây giờ thì em Hậu sẽ gửi bà con mình cái cuốn sổ đất, và nhà mình là tất cả các căn của em Hậu giới thiệu bà con mình đều là có sổ hồng riêng hết. Ở đây chúng ta sẽ có thửa đất là 1044 tờ bản đồ số 24, thuộc ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, diện tích là 93,3 m². Đất ở nông thôn là 50 nè, còn lại là cây lâu năm. Đường trước mình là đường đất 10 m, ngang 5, dài 18.7. Đó, ở đằng sau á là cũng là 5 m, và nhà mình là quay về hướng Tây Bắc nha bà con. Đó. Thì theo chia sẻ của anh chủ mình á, thực tế là trên đất của mình là 18, sổ 18, nhưng mà thực tế mình có thể sử dụng được tới 20 m luôn. Đó. Thì bà con mình có thể đi đến đây để mình xem trực tiếp để mình có thể dễ hình dung hơn ha. Đó. Ngang 5, dài 18, thực tế là xài được 22 m, mà có 820 triệu à. Đó, bà con thấy hợp lý không? Đó, những bà con nào mà ở Sài Gòn thì từ bến xe An Sương bà con mình đi lên đây á là bà con mình đi khoảng 80 cây là tới nơi ha bà con. Thì bà con nào quan tâm liên hệ 0839666736 để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình. Và bà con nào ai đang quan tâm về nhà đất thì có thể bấm vào nút đăng ký kênh để hàng ngày em Hậu cập nhật các sản phẩm để bà con mình có thể nắm được thông tin để chúng ta có thể sở hữu được những bất động sản đẹp nha và giá trị. Đấy. Và bây giờ thì cùng em chúng ta đi một vòng ra đường phía ngoài để bà con mình dễ hình dung hơn về cái khu vực này ha. Xin mời bà con. Và đây là cái con đường trước cái bất động sản của chúng ta nè bà con. Như bà con thấy nhà cửa đây cũng rất là đông ha. Với một cái bất động sản mà khu dân cư đó, nhà cửa thì cũng rất là nhiều, gần trường học nữa. Con đường này là một con đường có tên là đường Trảng Dầu hả bà con. Bây giờ em sẽ quẹo ra cái đường phía ngoài đây. Nhà mình cách cái đường nhựa là bà con mình đi chỉ có vài chục mét thôi, là mình đi ra tới đường nhựa ngoài đây rồi. Và từ nhà mình bà con mình đi ra quốc lộ 22B á, thì bà con mình đi cũng chỉ có vài trăm mét thôi là mình tới đường quốc lộ 22B rồi. Đây một căn nhà khu vực nhà cửa rất là nhiều ở đây hả bà con. Đường nhựa, nhà mình thì trước đường á là cũng là có đèn đường đầy đủ hết rồi. Những bà con nào ở xa, bà con mình đến đây cứ đến ngay chỗ chợ Trường Lưu và alo cho em Hậu để em Hậu có thể đến và hỗ trợ bà con mình. Này, bên tay trái em đây là có trường tiểu học Nguyễn Quốc Xuân ha. Thì video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.